Bước đầu tiên này, kiểm tra lại nhé. Đây chế độ này không cài được. Sang chế độ này nhé. Ví dụ đặt cái tần số này có tên là ô tô Sài Gòn. Thì bây giờ mình sẽ làm cái bước sau. 41020 biết tiếp tục. Ấn vào F một cái, chuyển số MR một cái. Nó sẽ hỏi có lưu kênh không. Thì mình lưu nó là kênh số 2. 2 trong kênh. Mình lưu là kênh số 2. Ok. Và mình ấn MR. Nó hỏi có lưu không. Tiếp. Ok. Thì bây giờ nó đã lưu sang kênh số CH2 là 410 rồi nhé. Chuyển sang chế độ gọi kênh 00 đấy, dò ra tổng số nhé, xem có đúng là alo, để chế độ lao nó phát sóng thấp. Alo. Thấy không? Phát tăng thì gần phát 6 phát. Mình để chế độ medium. Medium để chế medium thì nó không ảnh hưởng lắm. Alo. Đủ pin thì sao? Bốn một không một hai ba. Bằng CH2. Thấy không? Chuẩn chưa? Xóa cái DCS đi nhé. Bằng cách MR. Ok nhé. Bây giờ dò lại. Gần quá nó loạn, để đến đây một tí là ok. Thấy chưa? No CTS. Clip này đã hoàn thành xong rồi nhé. Kênh cho tần số 410 120 là CH2. Bây giờ mình có thể đặt từ CH2 sang ô tô Sài Gòn F band. Bây giờ đánh chữ nhá. Ô tô Sài Gòn IF O này, ô tô SG nhá. Ấn vào band chuyển. E O S T band. Auto SAG. SAG.
tô Sài Gòn. Xong. Từ nay chúng ta đã có alo ô tô Sài Gòn. 412. Alo 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 ô tô Sài Gòn. Alo alo. Đó văn thông nha. Ô tô Sài Gòn. Ô tô Sài Gòn. No 73. Đặt cho về nâu không đi nha, bằng cách F2 N Off nha. Ok. Ok, bây giờ test lại. Alo, 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 124 hay 120 thì không ảnh hưởng đâu. Alo, 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 alo. No, CTDCS. Ok, 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 sử dụng ngon lành rồi nhá. Chiếc bộ đàm rất dễ sử dụng. Sau ít thao tác thì mình có thể đặt tên cho các cái tần số của bộ đàm. Đây là tần số của ô tô Sài Gòn, đây là tần số của PVC. Mình có thể nghe đài. Là thú chơi tao nhã của người Việt, từ lâu lịch công an nhân dân đã trở thành món quà quý không chỉ... Chuyển lên trên. Đấy. Bấm đây là nói thôi ạ. Ok ok. Đây là cách lưu kênh, kênh 199, sau này mình chỉ cần bấm 199 là nó sẽ ra cái kênh của mình. Hoặc ở đây có kênh 16, mình bấm 016. Kênh mình đã lưu đây, 16 đây. Đấy. Không phải bấm tần số nữa, chứ gì cho nó mệt nữa. Đấy, mình có thể bấm kênh 199. Chính là cái kênh 410001. Hoặc như mình lưu PVC rồi thì sau này mình lưu là kênh số 2 chẳng hạn. 002. Đấy, 002. 002 là cái này, 001. 001 thì mình bấm 001 thì nó ra là như thế này. 006 cái kênh gì đấy. Đây 001. Đang 006, 001 là kênh của PVC. Mình thì đặt kênh chữ là PVC đi. Đấy, PVC thì bắt buộc vẫn phải nhớ kênh, số kênh để gọi. Muốn một chữ ký tự trên này. Đấy. Rất là tiện. Mình không phải nhớ đến tần số đâu. Chuyển sang MR, FVOS. Sang đây là kênh, mình có thể bấm theo kênh tần số. Đấy. Mình bấm theo tần số, mình chọn. Bên này không bấm được kênh. Bên này mình không bấm được kênh. Đấy nhá, bấm tần số, bấm tiếp tần số, không chuyển kênh được, sang đây bấm kênh. Anh em nào chưa nắm rõ thì có thể trao đổi thêm, rất là dễ sử dụng. Con này là con dễ sử dụng nhất trong dòng bộ đàm chỉnh trên bàn phím ấy. Mà con này nó rất là khỏe, pin rất là trâu luôn. Dùng để nghe nhạc FM, mỗi ngày nghe vài tiếng cả tuần rồi, bắt đầu mới tụt xuống con vạch. Số 1 là pin trâu, sóng tần số cũng mạnh, công suất phát cũng mạnh.